cũng nói tới cháu ăn nha. Ra lên đây làm gì? Ăn được măng không? Mời cháu thử tìm là ăn ngọt rồi ăn. Còn nữa no lắm rồi. Áo lý nha. Ủa nha. Chưa. Ừ, tí ở hiệu này nấu cháu thử bằng tụi ăn nhé. Thế đắp chả nào. Đấy, cháu ăn ở đây thì tí hít còi ông về cho bác hồ nhé. Cô ra đây xem lại vườn. Này, các vườn ăn này. Ngoài cái tát này. Chanh rau như là chanh rau. Mở ra mà cháu ơi. Ông lâu cháu cho cháu ăn nha. Ông lâu cháu nó ăn cơm hay ăn cháo ấy. Ăn cháo nhé. Ăn cơm nhé. Ờ, nó, từ đây nó cơm nha cho cháu nhé. Này đặt hết rồi. Chú mẹ thì ngồi thế này hả? Ngoan nè, ngoan nè, ngoan nè. Còn không ăn hết nè. Đấy. Còn vàng đâu. Mình sẽ để bóc măng nha, đây bóc cho xong. Đây, đây, ra đây, ra đây. Sướng mồm.
ngoài cho đứa ra chưa, chưa lành không lại chân không hả? Ngủ say à? Thế thôi ghét quá ngủ đắp sổ cứ đắp rồi cho nó xem ô sổ cho cháu nhá. Cô đau lắm không hả? Cô nghỉ ngơi để đợi ông nhá, ông nó cũng chuẩn bị cho ăn nhá. Sao lại dưới ra nhỉ? Sao lại sắp ra nhỉ? Có trẻ còn xoay 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 người nha. Cơm nhé, cơm bái rồi, dậy đây chị ăn cơm nhá, ông một cơm rồi nhá, ngủ say à, cố dậy nhá, ăn bát cơm nhá. Đau lắm rồi cháu ơi, bát cơm nhé, bỏ rồi nhá, đâu không dậy được ngồi được phải không? Cơm ngon không? Cơm bón như miếng dầu nhé. Miếng dầu nhỉ? Nóng nhé. Cái miếng cơm ấy ăn tiếp được ăn rồi có khỏe được. Mới có khỏi cái bệnh lưng được nhé. Cô nói cơm tôi nhé. Đấy, cô ăn nhé. Ăn được mà ngon. Mời cháu thử tự tìm là ăn ngọt rồi ấy. Còn nó no lắm rồi. Ăn cái bát nữa nhỉ. Thế bố ăn mấy gạo thì đâu ông đi. Thì kiếm lên thì đâu ông có thử ăn nhé. Này, cô miếng lại nhé. Này, cô miếng cơm lên nhé. Còn nữa thì ông thử ăn một cổ nhé. Kia sau để ông ăn trước đó. Ông ăn cơm nhá, cháu đi tí ông tìm thuốc uống sau nhá. Ừ, còn cơm còn rất là ngon. Ngon lắm kìa, cái giò sầu cũng ngon như thế. Ăn này là 2 bát rồi, ngon lắm à. Kì 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 k
để ông bón cho, phụ cho. Ăn nhá, nó cắn nhau nhá, nó kì nhá. Mệt, sắp tối rồi, ông cháu mình chuẩn bị ngủ rồi nhỉ. Nó sắp tối nữa rồi, cháu tối nay ngủ thế là ngủ được không? Hay là ngủ lật ngửa lên nhỉ? Thôi được, à, thế ông cũng ngủ. Cháu, để đi, để sắp tối, cháu cũng mệt rồi. Mình có đã, có xong rồi, ông đắp ra cho cháu nhé. Ông cũng mệt rồi, ông cũng phải nằm nghỉ tí ạ. Ông nằm ở ngoài thôi nhé. Mệt cứ cháu cứ ngủ nha. Có tối rồi. Đứa tiên là cháu ơi, tôi qua có ngủ nước nào không? Hả? Ông xem nào. Có đau lắm à? Hả? Đau lắm à? Thế muốn nằm ở nằm đây tiếp nhé. Thế này thôi nhé. Ông dạy làm việc nhé. Cháu lấy cái này cứu khỏi nhé. Chăn gà, chăn thỏ, chăn lợn đó. Nhiều trước nó thả ra. Thoải mái nhé. Đây. Nói gì gọi thì gọi tiếp nha. Thì cháu có gì khó chịu hít hít coi của ông nhá, ông chăm lại đó. Thôi vẫn không hết được để lúc cho ăn tiếp nha. Lên đây thoải mái này,
Chả biết làm gì đâu, ông đi kiếm tí sắn rồi xuống chợ để bán để mà lấy thuốc rồi sẽ uống giảm đau nhé. Đâu không nhỉ? Hai quả rồi, đào lấy vậy.
ăn rồi lấy tiền mua thuốc thang. Nhà đó. Tôi ở nay hả đệ? Tôi ở nay rồi. Thế nào mà cháu thấy ba mẹ mày cũng đi đi kêu rồi. Chào gái ơi, đợi thế nào chưa? Sắp qua vào nhà, hoàn nhé. Đợi thế nào chưa cháu ơi? Không xem nào, đợi thế nào chưa? Ôi dồi, ông mua mì gắn của cháu này. Dắt thằng cháu nha, đúng dắt đầu lưng nha, rồi cháu phải băm cho cháu này, phải cháu ăn mì cơm này, hai gói này, cái này còn máy nén nha, hai miếng to.
bà. Bên này đâu à? À bên này, bên này. Dưới này. À. Ôi, hơi xanh xanh đấy, hơi xương xương tí thế này, hỏi ăn cho nha. Đau lắm à? Không sao đâu, cô chịu, cô chịu nha. Ôi ra thế này cho chú này đau lắm à? À, thế đây đắp chân vào một lúc đấy nhá, xem nhá. Theo cảm thấy khỏe là hết coi của ông về xem cháu nhá. Đây đã, hai thân tạm thời bỏ gác đây, đây như cháu nhá. Cái thuốc nam này dù có hơi thức uống ông đủ vứt nhá, và khi tìm cái khác rồi nhá, mới có thuốc tây rồi. Cái cứ nằm im đấy rồi ông nhá, ông sao ra tay này có việc đi làm nhá. Mình ngắm nghĩ xem là có cao thì nghĩ ra được việc hay. Thôi mình thì có chắc phải hỏi chồng Hà Lan đi nhặt cái chồng dưới này để mà làm nhóm. Có cái gì không đây? Nó đã học thứ nó hết đi. À, về các một góc nhà, các lăng cũ của họ nhà. Được đấy. Đây đi trồng. Cho nó đi trồng ra cho nó làm giống. Đây, trước đây họ đã từng trồng rồi, sao họ bỏ vườn này thôi. Cục bê cắt lên nút. Cắt ngắn ra. Cái này gì ăn lá hết rồi nó héo. Thì phải cắt được thật đấy. Cái kia ơi, cái chuột à. Gà có bới cho nhá. Tiếp hàng tiền dọc từ cái tí
khóa ra chúng ta dưới người kia phục 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 không nhỉ. Đã xong hết dẫn rồi. Tại vì cũng xem cháu gái đứa được thế nào chưa. Gái ơi, đỡ thế nào chưa? Ông vào xem nhá. Đỡ thì cháu ơi, đỡ như cái gì? Tốt rồi, thế là thân khỏe rồi. Chỉ còn ăn một lúc nữa, xem lại đường có ra chạy nhá. Ông tí. Đỡ thế nào chưa? Hả? Đỡ đỡ để tí bây giờ đứng dậy được không? Chưa chỉ ăn chỉ ở ông này nấu và cháu thì bằng tụi anh nhé. Thế đắp chân à, vẫn còn hơi nóng nóng nữa nhỉ. Bây giờ lượn lượn ra được chưa, giúp cứ bỏ đây là một chút các nhà ông làm nấu ở cháu thì bằng tụi anh nhé. Cháu gái ơi, nấu 10 gói hai cháu ăn được 12 gói không? 10 gói à? Ui, cháu lật được người chưa? Ừ, thế có được, nhưng mà cũng có người để ngồi ăn bún đấy. Thế nào bún ăn cháu thịt bằng nhé. Cô cầm cây nhé. Cô ơi, giờ mình dậy mà ngồi nhá. Ui, nào, ui, 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 cố gắng, cố gắng, cố gắng. Đấy, đấy, đau rồi, đau đấy. Không sao, không sao, không sao. Không sao, cố gắng, cố gắng, cố gắng. À, đúng rồi, cố gắng kéo ra chị, đúng rồi. Cố gắng nhá. Đấy. Ông lấy cháu cho ăn nhá. Cháu thử cầm bát cho ăn được không?
hai ông bó rồi nhé, hai cháu tôi phải cắt để ăn được, ông bó tôi bụng nhé, quá quá bụng nhé nhé, tôi rất phải cắt bỏ ăn rồi nhé, có ăn đấy, cho ăn ở đây khi tí khi còi ông về rồi bác hồi nhé, tôi ra đây xem mà vườn thế nào nhé. Cháu ơi, à, hết rồi nè, hết rồi. Ông có rửa thế nhé, cứ ngồi thế nhé. Rồi, rửa ăn hết rồi đấy nhỉ. Thế rồi đó. Ôi giời, phải biết tiền với. Cơm sắp chín rồi. Nhà xem có mà lấy cái bưởi bổ cháu cái mình nhỉ. Chắc đi chỗ này đi xoay với con ếch không ép được. Mình hả bàn cháu cái mình tới đấy. Cháu cái rồi. Ông hỏi cháu chín nhé. Ông bàn cháu chín nhé. Mình cháu ơi. Mấy ông bàn cháu này nhá. Ông nấu cơm rồi. Nó xem có thôi mà. Không có gì bưởi bổ cháu. Ông đi. Và đặt tiền xuống dưới này. Xoay với con ếch không ép. Rồi cháu bưởi bổ. Ông cháu ngon đấy. Cháu ở nhà được không? Thế ở giờ là con đứng con đào đấy nhá, có cái gì mà cháu chém rồi nhá, cháu ở đây để có gì phải coi hết nhá, không có gì dám vào nhà đâu, ông đi một lúc xong một lúc ông về nhá, ông tìm đèn lấy đây, tìm ở đây nhỉ, đây rồi, ông bóp xem đã, đôi được, tầm này đựng cái quế này,
chắc phải sổ mới đi được đấy. Có sợ được quan trọng là bởi những cháu cái không. Thank you.